Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là mình lại tiếp tục đi lên nhà ông Báo nhé, mua ít đồ đạc với cả thức ăn lên cho ông, xem cái tiến độ xây cái nhà tắm, nhà vệ sinh nào rồi. Hay là xin chào nhá. Vâng, chào anh. Có hai anh em làm rồi à? Vâng, hôm nay có mà. Thế trưởng thôn hôm nay không phải đi tập huấn à? Vâng, hôm nay xin nghỉ. À, xin nghỉ một ngày à? Thế mai còn đi không? Mai có chứ. Cái nhà tắm, nhà vệ sinh này là đầu trong là cao 2 mét à? Vâng, cao 2 mét. Ừ, 2 mét, đây 1 mét 8 đúng không? Bàn ghế mua cho ông nhé, để ông ngồi ăn cơm này. Trưởng thôn lấy ra hộ cái đi. Hôm nay là mình có mua cả thịt thịt bò nhá, thịt bê ấy, với cả thịt hộp này, hộp xay, thịt xay ấy, lên cho ông. Ôi, ông sao lại ăn mì giờ này? No. Ông có pha mì tôm ăn này. Ông chắc là đói lúc nào thì ăn lúc đấy thôi nhỉ? Ông đói lúc nào ăn lúc đấy. Ừ. Thôi kệ ông. Bảo ông là hôm nào là ngồi ăn cơm trên này, không phải ngồi xuống ăn dưới đất dưới kia đâu. Cơ là nó có giỏ nó mốt con nó sẽ út trong hả? Út trong mốt đâu hả nó? Ừ, giỏ nó. Đấy, bảo ông ngồi lên ghế luôn, ngồi ghế mới luôn. Đưa ra đây. Đấy. Đấy. Mọi lần là ông ngồi ăn cơm bằng cái tấm xốp này. Ông có 3-4 tấm để đây để ngồi ăn cơm. Lần này thì ông ngồi ghế rồi, đấy, sướng không? Hỏi ra em thích không? Có bún nhỉ? Bún nhỉ? Nhiều. Ông bảo thích quá. Thích quá, đấy. Lần sau phải ngồi uống nước chè này, ăn cơm là ngồi dưới này, không được ngồi dưới đất nữa. À. Trưởng thôn bảo với ông... Có à... Sao xanh? Có hầu đê nè, nó mó đê nè, nó sở lúc trong nó sở nó hả? À. Chỉ sở hầu của tê hả? À. Ông thích ăn mì tôm lắm nhỉ? Kiện mì tôm này thì chắc là ông vẫn ăn được lâu. Vẫn được lâu rồi đấy. Cho em mua lên một kiện mà. Sắp hết rồi. Hết một nửa chứ, hôm nào hết lại anh lại mua lên cho. Cứ bảo ông cứ ăn đi. Đói thì ăn nhưng mà không được lấy đi cho người khác nhá. Nào thế. Con nó là con chỉ đói thì cứ nấu ăn. Con là con chỉ xong mất phút đường tường. Nhưng mà đống quần áo này của ông bừa bộn nhỉ. Cái đồ này hôm trước mà bọn em dọn ở ở nhà ngoài nhà bếp này lên cho ông ấy. Cái này thì làm xong cái bếp thì lại em lấy cái gỗ kia đóng cái xà để cho ông treo lên. Ờ, hôm nào làm xong bếp đi. Vâng, xong là đóng treo lên hết đi nhỉ. Không bừa bộn quá, toàn bao tải. Lấy linh tinh quá. Lấy cái gỗ kia mình đóng ra cái xà cho ông treo lên. Thế cũng được. No. Sắp hết chưa? Sắp hết vứa chưa? Trời hình như sắp mưa hay sao ấy nhỉ? Nó đen xì này. Hết đông vứa đấy chắc là nghỉ thôi nhỉ? Còn xây không? Cái bể à, làm xong cái bể phốt mới nghỉ à? À, tí trưởng thôn đi cùng anh đi lên chỗ chị tàn tật kia một tí nhá. Vâng. Có một chú ở bên Canada là chú có gửi cho chị ấy là 2 triệu. Vâng. Với cả cho ông Táo 2 triệu. Đấy, để mà mình thỉnh thoảng mình mua thức ăn lên cho ông. Không biết là hôm nay chị có ở nhà không nhỉ? Đi xuống đường này chứ trưởng thôn. Để gọn bên này là được. Hay là quay đầu đi, quay đầu để bên gần đường này.
Đấy, hôm trước là có một chú ở bên Canada, là chú có gửi cho 300 đô tiền Canada nhá, là đổi ra tiền Việt Nam là rơi vào khoảng 5 triệu 300. Thì chú ấy có bảo mình gửi cho chị tàn tật này 2 triệu và ông Báo 2 triệu để mà mua thức ăn dần lên cho ông Báo. Còn số còn lại thì chú cho mình chi phí xăng xe đi lại. Ấy, hai con lợn kia lại buộc vào trong kia rồi. Không biết chị ở nhà không? Thế đóng cửa thôi. Có, đang có cái gì ở nhà. À đấy, làm ránh rồi đấy. Không thì nước nó tràn ra trước cửa nhà này bẩn lắm đúng không? Thì làm ránh nó chảy ra thẳng ra đây là được. Em chào chị nha. Chị đang làm gì đây này? Băm cắm lợn à? Mất điện rồi. Trưởng thôn ở đây này, anh Bảo. Vâng. À, đây là tiền của một chú ở bên Canada. Vâng. Đấy, chú có gửi cho chị là 2 triệu. Đấy, vâng. Em đếm 2 triệu xong em gửi cho chị. Bảo là chú ấy gửi nhá. Đấy, để mà mua xem là, xem bảo là chị ấy là thiếu cái gì thì mua nhá. Vâng. Đấy, 2 triệu nhá. Đó là mỗi chỗ chị đó con à. Con... mua là con chỉ mua chỉ có yêu nó bảo với chị là thiếu cái gì thì chả, mua mua tiền là cho xanh lúa tiền không chị ấy là không nói được tiếng phổ thông chị bảo là không biết nói tiếng phổ thông thì cho chị gửi lời cảm ơn chú chú ở bên Canada nhé anh cũng chưa biết tên chú. Đấy, bởi vì là hôm qua thì anh có nhắn tin với gọi cho chú nhưng mà không được. Chị toàn dùng một tay. Khổ nha, cứ dùng một tay nha. Cái này là tí phải đun lên à? Đun nấu cùng bột ngô à? Nấu chín cùng bột ngô. Cái củ này có bị ngứa không nhỉ? Trưởng thôn? Không. Không ngứa đâu nhỉ? Không ngứa đâu. Cảm giác thì ngứa ngứa nhỉ? Như kiểu củ khoai sọ. Bà chị bảo làm đi về đi. Mình đi về đi. Tí em còn đi làm ở ngoài nữa. Có nhớ ư múa. Em về đây. Mù chê. Cho xanh lửa tiền em về đây khu vực xung quanh này toàn đất nhà chị à? Vâng, đây cả này, lên trên này là đều là đất của chị rộng chứ nhờ chị vẫn trồng rau được đây rau biết trồng rau đấy. Mấy cái vườn này là của cho anh em nó sang làm. À anh em trồng rồi à? Anh em trồng. Ở bà thì có mấy cái này. Ừ, gà vào ăn hết rồi.